xuất phát điểm là công ty khí đốt, sau 34 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas nhờ đây đã khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và đang từng bước tạo sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp ngành khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, PVGas ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, tăng cường hoạt động liên kết chuỗi cũng như tối ưu các hệ thống khí để phát triển đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một năm nữa lại trôi qua, chuyến hành trình PVGas 2023 cũng đã cập bến và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục nối dài thành tựu mà PVGas đã ghi dấu ấn trên bản đồ ngành công nghiệp khí. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình 2023 vừa qua của PVGas nhé. Thưa quý vị, năm 2023 là một năm đầy biến động, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, căng thẳng địa chính trị kéo dài, PVGas phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Là một thị trường mở, ngành sản xuất Việt Nam không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước tăng trưởng thấp, chỉ số PMI luôn nằm dưới ngưỡng 50 điểm. Xu hướng chuyển dịch năng lượng cũng làm giảm mức huy động, tiêu thụ khí của khách hàng. Bên cạnh đó, một số công trình khí vận hành lâu ngày nên tần suất xảy ra các sự cố thượng nguồn ngày càng cao, gây khó khăn trong công tác điều độ các nguồn khí. Đồng thời, chất lượng khí đầu vào ngày càng nhiều tạp chất, đòi hỏi công tác kiểm soát tình trạng, thiết bị cần chặt chẽ hơn. Đứng trước những khó khăn đó, PVGas đã làm thế nào để biến thách thức thành cơ hội, một lần nữa khẳng định vai trò dẫn đầu của mình? Để làm được thế, PVGas đã thực hiện công tác an toàn sức khỏe môi trường như thế nào? Liệu PVGas có hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024 là gì? Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết kết quả thực hiện công tác an toàn sức khỏe môi trường của PVGas trong năm 2023 vừa qua. Với mục tiêu ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có thiệt hại về con người, môi trường và tài sản trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 9 tháng 1 năm 2023, Tổng Công ty đã đặt ra 5 mục tiêu và 14 chỉ tiêu nhằm triển khai quyết liệt đồng bộ công tác, an toàn, chất lượng, môi trường. Kết quả, trong năm 2023, PVGas đã hoàn thành 12 trên 14 chỉ tiêu đề ra, đạt 85,7%. Chỉ còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành, đó là tiếp nhận, vận chuyển và xử lý 7,5 trên 7,9 tỷ mét khối khí ẩm, đạt 94% kế hoạch. Phân phối và tiêu thụ 7,1 trên 7,7 tỷ mét khối khí khô, đạt 93% kế hoạch. Nguyên nhân khiến hai chỉ tiêu trên chưa hoàn thành là do huy động khí thấp hơn kế hoạch, nhu cầu tiêu thụ giảm, ảnh hưởng của xu hướng chuyển dịch năng lượng và sự cố kéo dài của một số nhà máy điện chạy khí. Nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện xuyên suốt, gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, ngày 6 tháng 2 năm 2023, Tổng Công ty đã ban hành kế hoạch an toàn vệ sinh lao động số 01 trên KHKVN gồm 5 nội dung với tổng cộng 45 đầu việc. Kết quả thực hiện hoàn thành 41 trên 45 đầu việc, đạt 91% kế hoạch. Trong đó, một đầu việc đang tiếp tục thực hiện là xin cấp giấy phép môi trường cho các công trình khí theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020. 3 đầu việc dừng khoảng chưa thực hiện là triển khai văn hóa an toàn, xây dựng ứng dụng truyền thông công tác an toàn trên thiết bị di động, xây dựng, áp dụng hệ thống phát triển bền vững theo tiêu chuẩn SA8000 và ISO 14064. Đầu việc chưa hoàn thành và dừng khoảng do công tác thực hiện phụ thuộc nhiều bên liên quan và cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu đồng bộ nhằm đạt hiệu quả tổng thể lâu dài.
nhờ thường xuyên rà soát cập nhật các quy trình vận hành, đảm bảo vận hành theo đúng quy định. Năm 2023 đã ghi nhận các công trình khí được vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố gây dừng cấp khí. Độ tin cậy và sẵn sàng của các hệ thống khí đều đạt ở mức cao. Trong công tác vận hành năm 2023, PVGas đã đạt được một số kết quả nổi bật sau. Công suất GPP Diêm Phố được tối ưu hóa, tăng sự linh hoạt trong vận hành. Các công cụ hỗ trợ quản lý vận hành và bảo dưỡng được áp dụng và hoạt động tin cậy, ổn định, hỗ trợ hiệu quả trong công tác kiểm soát an ninh, an toàn, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa. Chủ động phối hợp với các chủ khí để giảm thiểu các sự cố dừng cấp khí và điều độ linh hoạt các nguồn khí cấp. Tuy nhiên, do các mỏ khí cấp hầu hết đang bước vào giai đoạn cuối đời mỏ nên hàm lượng tạp chất nhiều, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn các sản phẩm khí cấp cho khách hàng. Đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa, PVGas tiếp tục duy trì nhiều thành tựu. Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan được thực hiện nhịp nhàng, tiến độ được kiểm soát chặt chẽ, giúp các đầu việc được thực hiện an toàn, chất lượng. Cụ thể như sau: các công ty trực thuộc bảo dưỡng ngăn ngừa hoàn thành 100%, bảo dưỡng đột xuất hoàn thành 98% kế hoạch. Các công ty thành viên cũng có sự duy trì công tác bảo dưỡng sửa chữa và đạt tỷ lệ hoàn thành bảo dưỡng đạt trên 95% kế hoạch. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn trong vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, PVGas cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý an toàn trong đầu tư xây dựng, thi công dự án. Đối với mỗi dự án, PVGas luôn triển khai các công tác an toàn xuyên suốt quá trình thực hiện. Ngay từ khi bắt đầu, PVGas đã triển khai trình thẩm định, phê duyệt đầy đủ các tài liệu về an toàn môi trường theo yêu cầu của pháp luật. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị quản lý dự án đã phối hợp với nhà thầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy theo các tài liệu về quản lý an toàn đã được phê duyệt. Sự kiện nổi bật trong năm là kho chứa LNG 1 triệu tấn thị vải và các dự án thành phần được đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2023, bổ sung nguồn khí LNG tái hóa cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ. Ngành công nghiệp khí luôn tồn tại rất nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Mỗi một rủi ro đều có thể ảnh hưởng và tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVGas. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó tình huống khẩn cấp luôn được PVGas đặc biệt coi trọng. Nhằm phát hiện, phòng ngừa và giảm thiểu các thiệt hại khi có rủi ro xảy ra, tổng công ty đã thiết lập hệ thống ứng cứu khẩn cấp, tuân thủ quy định pháp luật và triển khai rộng khắp cho tất cả các đơn vị trực thuộc, thành viên. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các công trình khí thường xuyên được theo dõi, cập nhật, phân định trách nhiệm tới từng bộ phận. Bên cạnh đó, PVGas đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng cứu khẩn cấp tại tổng công ty và các đơn vị để đảm bảo duy trì công tác ứng cứu khẩn cấp theo phương châm 4 tại chỗ. Các đơn vị định kỳ tổ chức tập luyện các bài tập ứng cứu khẩn cấp, phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chính quyền địa phương, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, kết hợp ứng cứu khẩn cấp phòng chống khủng bố, tràn đổ hóa chất theo đúng quy định và tổ chức các hội thao phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên. Tại các công trình của PVGas đã nhận diện và xây dựng tổng cộng 418 bài tập. Năm 2023, các đơn vị đã thực hiện 1.211 lần diễn tập các tình huống. Đồng thời, tổng công ty và các đơn vị đã chủ động theo dõi thông tin và triển khai ứng phó thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động của tổng công ty, không để thiệt hại nào xảy ra. Các hệ thống khí, công trình khí của PVGas trải dài trên biển và đất liền nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng dân cư là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang, đơn vị chuyên trách và chính quyền địa phương được PVGas duy trì và tăng cường hàng năm. Đặc biệt là các công tác tuần tra, tuyên truyền và xử lý các vụ vi phạm an ninh, an toàn, công trình khí ngày càng được cải thiện. Trong năm 2023, tình hình an ninh an toàn hành lang tuyến ống đã được cải thiện hơn so với năm 2022, thì số lượng vụ vi phạm có xu hướng giảm. Cụ thể thì các vụ việc vi phạm hành lang an toàn tuyến ống trong năm 2023 được thống kê như sau. Đối với tuyến ống bờ, xảy ra 6 vụ vi phạm hành lang an toàn tuyến ống, giảm 3 vụ so với năm 2022. Các hành vi vi phạm hành lang tuyến ống chủ yếu là hoạt động đào bới trong hành lang tuyến ống, vật liệu nổ và đốt rác, trộm cắp tài sản. Đối với tuyến ống biển, trong 12 hải lý không có vụ việc vi phạm,
nhưng ngoài 12 hải lý phát hiện 23 vụ, giảm 16 vụ so với năm 2022. Các vụ việc đã được các lực lượng chức năng lập biên bản, tuyên truyền và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2023, PVGAP cũng đã đưa vào áp dụng phân hệ phần mềm quản lý hành lang an toàn các đường ống dẫn khí dưới biển. Qua thời gian áp dụng cho thấy, tính hiệu quả của phân hệ phần mềm trong công tác giám sát hoạt động của các tàu cá trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí, cảnh báo các tàu này qua tin nhắn và cuộc gọi đến các chủ tàu, thuyền trưởng. Quy mô hoạt động của PVGAS ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Điều này đòi hỏi quy trình quản lý tai nạn sự cố cần phải được cải tiến liên tục để đảm bảo phù hợp với bối cảnh thực tế và nâng cao an toàn trong sản xuất kinh doanh. Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Tổng Công ty đã cập nhật ban hành quy trình quản lý tai nạn sự cố. Tổng Công ty cũng đã đưa vào áp dụng mô đun phần mềm điều tra tai nạn sự cố để thống nhất phương pháp điều tra, phân tích nguyên nhân và thống kê dữ liệu đầy đủ. Cụ thể, trong năm 2023, các đơn vị trong toàn tổng công ty đã xảy ra 17 tai nạn sự cố, bằng so với số vụ của năm 2022. Trong đó, có 12 sự cố loại 1 và 5 sự cố loại 2, không có sự cố loại 3, 4, 5. Tại các công trình PVGAS cũng không để xảy ra tai nạn lao động nào. Với mục tiêu ngăn ngừa các sự cố gây thiệt hại về con người, môi trường, tài sản, tất cả các sự cố đều được phân loại, điều tra, xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp, cũng như tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm, thông báo bài học kinh nghiệm cho các đơn vị trong tổng công ty để tránh lặp lại. Song song với việc phân cấp trách nhiệm và quyền hạn tối đa cho các đơn vị, tổng công ty duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá an toàn định kỳ, đột xuất tại những cơ sở công trình trọng yếu có mức độ rủi ro cao. Trong năm 2023, PVGAS đã thành lập đoàn kiểm tra và đánh giá an toàn tại 18 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 11 đơn vị trực thuộc thành viên. Kết quả kiểm tra đã đưa ra 62 kiến nghị mang tính cải tiến liên tục, không có kiến nghị về lỗi hệ thống. Ngoài ra, thì trong năm 2023, toàn công ty đã đón tiếp tổng cộng là 28 đoàn thanh kiểm tra an toàn của các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị tổ chức đánh giá chứng nhận tổng số kiến nghị là 112. Tổng công ty đã xử lý 105 kiến nghị, hoàn thành 94%. Các kiến nghị còn lại đang được tiếp tục thực hiện và không ảnh hưởng đến công tác an toàn. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nên các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổng công ty. Nhận thức rõ yếu tố con người chính là động lực tạo nên sự phát triển lâu dài. Chính vì thế, sức khỏe của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của PVGAS. Hàng năm, tổng công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. Năm 2023, tổng công ty đã thực hiện khám sức khỏe cho 1.365 cán bộ công nhân viên, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó, có 97,6% cán bộ công nhân viên có sức khỏe loại 1, 2, 3. Đồng thời, tổng công ty đã thực hiện đánh giá các nguy cơ mắc bệnh theo tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe cho người lao động và tham vấn các chuyên gia y tế để xây dựng danh mục khám phù hợp với từng cá nhân người lao động nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời cho người lao động. Luôn luôn hướng tới sự phát triển bền vững, PVGAS đề cao việc phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, trong bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, PVGAS luôn chú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các công tác bảo vệ môi trường như đảm bảo 100% các dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Mỗi công trình của PVGAS luôn được triển khai công tác bảo vệ môi trường ngay từ khi bắt đầu và đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai đầy đủ và đúng yêu cầu pháp luật, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất, diễn tập định kỳ và quan trắc môi trường. Chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính và tham gia lộ trình cắt giảm khí thải, tạo cơ hội giúp cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động trong lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Trải qua năm 2023 với nhiều biến động, các công trình khí liên tục được mở rộng và đầu tư xây dựng mới, vô số hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa đã đặt ra những thách thức lớn cho công tác an toàn, sức khỏe môi trường của PVGAS. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp
và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, tổng công ty. BVGas tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong ngành công nghiệp khí, là một trong những đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. BVGas đã thực hiện tốt công tác an toàn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp nối thành công sau 34 năm hoạt động. Cụ thể, công tác vận hành, bảo dưỡng các công trình khí luôn được đảm bảo an toàn, liên tục và hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như tiếp nhận và xử lý 7,5 tỷ mét khối khí ẩm, tiêu thụ 7,1 tỷ mét khối khí khô, sản xuất 84,3 nghìn tấn condensate, cung cấp 2,5 triệu tấn LPG, tổng doanh thu hơn 116 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 11,7 nghìn tỷ đồng. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ, giúp gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Công tác bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí được thực hiện an toàn và hoàn thành sớm hơn kế hoạch, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận của tổng công ty. Công tác quản lý an toàn trong đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát tiến độ kế hoạch. Đặc biệt đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn thị vải, kho LNG đầu tiên tại Việt Nam và các dự án thành phần. Công tác y tế, vệ sinh lao động được nâng cao về chất lượng, giúp người lao động yên tâm công tác, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác phối hợp tốt với chính quyền địa phương, công an, bộ đội biên phòng, tổng cục thủy sản, các đơn vị trong ngành và các bên liên quan khác được duy trì và đạt hiệu quả tốt. Đánh giá chung trong năm 2023, tổng công ty đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, mục tiêu trong công tác quản lý an toàn, chất lượng, môi trường và đạt được những thành tích nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như hệ thống quản lý cần tiếp tục cải tiến theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc đưa vào khai thác, vận hành kho LNG đầu tiên tại Việt Nam phát sinh nhiều mối nguy mới do chưa có kinh nghiệm vận hành, phân phối. Nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cũng như va đụng tàu thuyền càng hiện hữu. Vấn đề an ninh, an toàn hành lang tuyến ống còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số hạng mục thiết bị, hệ thống đã vận hành lâu ngày và lạc hậu về kỹ thuật, công nghệ nên ảnh hưởng đến độ an toàn và tin cậy của hệ thống thiết bị. Kính thưa quý vị, chuyến tàu BVGas năm 2023 đã cập bến, mang theo những thành tựu nổi bật trong công tác an toàn, sức khỏe, môi trường. Năm 2024, cuộc hành trình sứ mệnh của BVGas sẽ tiếp tục, hứa hẹn chinh phục những thành công mới. Ngày 29 tháng 1 năm 2024, tổng công ty đã ban hành mục tiêu an toàn, chất lượng, môi trường năm 2024, bao gồm 5 mục tiêu với 15 chỉ tiêu quan trọng, có định hướng và phân công cụ thể cho các ban, đơn vị thực hiện. Quý 1 năm 2024, công tác quản lý an toàn của tổng công ty được triển khai đồng bộ trong mọi hoạt động và hoàn thành tất cả các mục tiêu của tổng công ty đề ra. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2024, tổng công ty quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau. Tiếp tục thực hiện cải tiến hệ thống quản lý, an toàn, chất lượng, môi trường, theo hướng tinh gọn, nâng cao tính thực thi, hướng tới khách hàng và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn tổng công ty. Duy trì vận hành an toàn hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí, tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng. Tăng cường phát triển, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí, LNG và các sản phẩm khí. Thực hiện kiểm tra an toàn theo chuyên đề tại một số đơn vị trọng điểm có nhiều rủi ro gây mất an toàn liên quan tới thiết bị điện, điều khiển. Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý an toàn giữa các đơn vị dầu khí trong khu vực. Phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thành thủ tục theo luật môi trường mới. Hoàn thành báo cáo phát triển bền vững ESG, tiến tới thực hiện báo cáo khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa dựa trên rủi ro, đặc biệt xem xét lớn các mối nguy công nghệ để có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phù hợp, hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết giảm chi phí không cần thiết. Xây dựng thư viện tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tại các công trình khí để phục vụ quản lý, có biện pháp kiểm soát phù hợp khi tiêu chuẩn kỹ thuật nâng cấp phiên bản mới. Sau 34 năm tiếp lửa và thực hiện sứ mệnh mang nguồn năng lượng sạch để phục vụ phát triển đất nước, BVGas đã xây dựng
và vận hành 5 hệ thống khí, bao gồm hệ thống khí Cửu Long 223 km, hệ thống khí Nam Côn Sơn 361 km, hệ thống khí PM3 Cà Mau 325 km, hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình 25 km, hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 313 km. Các công trình trên đất liền gồm 200 km đường ống bờ, 3 nhà máy xử lý khí, 4 trung tâm phân phối khí và 3 trạm phân phối khí. Bên cạnh đó, BP Gas có hệ thống kho chứa LPG trên cả nước với sức chứa 128.000 tấn và kho chứa LNG dung tích 180.000 mét khối cùng với hệ thống tái hóa khí, trạm chiết nạp LNG cho xe bồn đầu tiên tại Việt Nam. Kế thừa tinh thần quyết tâm hành động, tổng công ty đã tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, vượt qua những khó khăn và biến động. Đặc biệt, chuyến tàu LNG đầu tiên đã đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành năng lượng khí tại Việt Nam, đánh dấu sự ra mắt gói giải pháp năng lượng tối ưu của BP Gas với mô hình kinh doanh tích hợp LPG, CNG, LNG. Đó chính là động lực cho BP Gas vững bước trên cuộc đua phía trước, chạm đến những mốc son mới. Năm 2024, toàn tổng công ty quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra với phương châm duy trì vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí, đồng thời tổ chức kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường, hướng tới chặng đường phát triển năng lượng xanh. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung báo cáo trong chương trình An toàn sức khỏe môi trường năm 2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.